Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Toyota Corolla Cross, một chiếc xe đã không còn xa lạ gì với tất cả những quý anh chị và các bạn nữa rồi. Đây là một ra mắt năm 2020, thì đây là một trong những cái mẫu xe gầm cao 5 chỗ rất là hay đến từ nhà Toyota, bền bỉ, rộng rãi, thoải mái, option tiện nghi cũng khá là đầy đủ. Chiếc xe này là phiên bản 1.8G với năm sản xuất là 2021, lăn bánh được 23.900 bao nhiêu cây ấy. Khoảng độ chúng ta cho làm tròn đi là 24.000 cây của anh chị và các bạn nhé. Và chúng ta hãy cùng xem qua một vòng quanh tổng quan về ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe này. Xe còn rất là mới đi được có hơn 2 vạn thôi thì nó cũng không có cái khác biệt gì nhiều. Sơn si của chiếc xe thì còn trên 95%. Cản trước cản sau có sơn tiện một chút, đây mâm lốp nguyên bản theo xe. Rất là đẹp, bộ mâm đa chấu khỏe khoắn. Xi nhan gương. Ngoại thất thì chiếc xe này là ngoại thất đen của anh chị và các bạn nhé, màu sơn đen. Đấy, trong cái trường hợp mà quý anh chị và các bạn nhìn qua video nó màu nó không được rõ lắm thì em nói luôn là màu sơn là màu sơn đen. Nội thất cũng là nội thất đen. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ở trong cái phân khúc của mình thì Cross là một chiếc xe được rất là nhiều người ưu ái cũng như là quan tâm. Đèn LED full LED rồi, đèn thông minh tự động. Nhiên liệu thì cũng tương đối là tiết kiệm so với một chiếc xe có cái động cơ dung tích là 1.8 thì đi kết hợp nó chỉ rơi khoảng 7 đến 8 lít, còn trong đô thị sẽ rơi vào khoảng độ 10 đến 11 lít của anh chị và các bạn nhé. Mọi chi tiết này đều là nguyên bản theo xe. Car Center cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe bán ra tất cả những cái mẫu xe mà Car Center bán ra và không có đâm đụng tai nạn làm ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm của xe. Xe không ngập nước thủy kích, máy móc động cơ hộp số là nguyên bản, chưa qua đại tu sửa chữa lớn. Đấy, những cái bậc lên xuống thì chủ xe cũng đã cẩn thận, cũng đã ốp thêm rồi. Đấy, ốp thêm cái phần bảo vệ. Đấy, ghế da thì tất nhiên là nguyên bản theo xe rồi, không thể là không nguyên bản được quý anh chị và các bạn nhé. Bao check test hãng trên toàn quốc cho quý anh chị và các bạn đến xem xe trực tiếp tại showroom Car Center cũng như là khi chốt giao dịch thì quý anh chị và các bạn có thể kiểm tra bất kỳ, thoải mái luôn quý anh chị và các bạn nhé. Đấy, và Car Center cũng có bảo hành cho mình nữa, trần nỉ đen nhìn cũng rất là sang luôn. Thế đây là một chiếc xe nó đen huyền luôn, thuần đen luôn. Đấy, mọi chi tiết này $679 triệu để trải nghiệm, rất là hợp lý và cũng rất là hợp lý đấy, đấy chứ quý anh chị và các bạn. Đây, ghế lái chỉnh điện đây. Lót sàn thì chủ xe đã lót sàn loại 360 rồi, loại kín sàn luôn. Đấy, nên là chúng ta sẽ không thấy nó bùng nhùng hay là nó có chỗ thừa, chỗ thiếu, chỗ lẹn ra lẹn vào đâu. Vô lăng tích hợp, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động, đèn auto, đa phần auto hết rồi trên chiếc xe này. Chúng ta có màn hình theo xe, màn Toyota theo xe, chúng ta có camera lùi, điều hòa tự động. Trên phiên bản G này thì chúng ta sẽ thiếu cái là chưa có cửa sổ trời quý anh chị và các bạn nhé. Cửa sổ trời, phanh tay điện tử và cam 360, đó là những gì mà chúng ta sẽ chưa thấy được ở trên chiếc Toyota Cross phiên bản G này. Đó là một trong những cái chi tiết mà có thể chấp nhận được. Đó, quan trọng là cái tầm giá hơn 600, một chiếc xe gầm cao 5 chỗ đời cao. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua khoang động cơ của chiếc Toyota Cross phiên bản 1.8G này một chút này.
cơ, mọi chi tiết khoang máy rất là mới luôn quý anh chị và các bạn nhé, mới bằng thật luôn. 679 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp ngân hàng tối đa có thể được là 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Ngoài chiếc Cross này ra thì bên em vẫn còn rất là nhiều các cái mẫu xe gầm cao cho quý anh chị và các bạn lựa chọn, chẳng hạn như là Kia Rondo này trong tầm giá là chỉ hơn 400 thôi, hoặc là như bên dưới đây chúng ta có CX-5 này trong tầm giá hơn 600 đấy, hoặc là GLC, hoặc là Carnival, rất là nhiều những cái mẫu xe trong rất nhiều tầm giá cho quý anh chị và các bạn thoải mái lựa chọn. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại nhấc máy gọi ngay đến hotline của Car Center nhé. Một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.